Sau khi auto tuning xong, chúng ta sẽ tắt cái chế độ ưu tiên này đi. Ưu tiên tắt đi. Ta chuyển sang cái chế độ hoạt động auto. Thì ta thấy trong cái chương trình main này thì hiện tại là 10 giờ 17 phút. 10 giờ 17 phút thì nó nằm trong cái thang giờ cao điểm. Giờ cao điểm chúng ta đặt đây từ 7:00 đến 17:00 là giờ cao điểm. Áp suất cài đặt thì bây giờ chúng ta sẽ có thể đặt là tùy ý. Ví dụ ở đây chúng ta sẽ đặt là 1,73 chu kỳ luân phiên. Chu kỳ luân phiên thì ta đặt 2 phút để cho chúng ta dễ quan sát thôi. Ta back. Sau đó thì chúng ta nhấn nút Start. Nhấn nút Start thì đèn auto sẽ hoạt động. Và đầu tiên là chúng ta tơ cam 1 đóng điện cho bơm số 1. Bơm số 1 chạy qua bên tần. Thì chúng ta có thể thấy là áp suất đã bằng áp suất cài đặt. Đây, áp suất thực tế là 1,73 bằng áp suất cài đặt. Tần số ra của PID là 42 Hz. Tần số ra PID nó sẽ truyền cho biến tần và cũng chứng bằng cái tần số của biến tần, số đầu ra của biến tần 42 Hz. Đây là dòng điện của biến tần là 1.85A. Bây giờ chúng ta giả sử chúng ta sẽ mở to cái van ra hoặc mở thêm một cái van khác để cho áp suất nó sẽ tụt xuống, và khi đó cái biến tần này nó sẽ phải tăng cái tần số lên để cho áp suất này nó phải duy trì được 1,73. Ta tiếp tục mở to cái. Đấy. Thì để duy trì được cái áp suất là 1,73 thì cái tần số này nó sẽ phải tăng lên. Tần số nó sẽ phải tăng lên. Bây giờ ta mở, tiếp tục mở để cho tần số này nó tăng lên đến 50 Hz. Và khi mà nó sẽ tăng lên 50 Hz trong vòng 30 giây ta đặt, thì sau 30 giây ta sẽ phải gọi thêm một cái bơm số 2, ta sẽ đóng K2 để cho chạy điện lưới, để cho bơm 1 chạy điện lưới, và nó đóng K3 để cho bơm 2 chạy qua biến tần. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thử. Đó. Bây giờ tần số đã đẩy lên 50 Hz. 50 Hz thì nó sẽ tính thời gian 50 Hz và áp suất nó vẫn chưa đạt được. Thì chế độ gọi bơm đây. Chế độ gọi bơm. Đây.
nằm lên nhé. Đó. Đấy, thì bây giờ K2 đóng này, đóng cho bơm 1 chạy biến tần. Và sau 10 giây tiếp tục K1 đóng cho bơm 2 chạy qua biến tần. Lúc này là bơm 1 chạy qua K2 chạy điện lưới. Bơm 2 chạy qua K3 chạy biến tần. Và bây giờ biến tần nó đang giảm tần số để nó đưa cái giá trị áp suất trở về cái giá trị đặt là 1,73. Đấy, bây giờ là lúc này là hai bơm đang chạy song song. Áp suất chúng ta trở về 1,73 bằng áp suất đặt. Và tần số ở đây của biến tần đang là 41. Thì biến tần đang chạy 41. Và điện lưới tức là bơm 1 đang chạy với tần số là 41 Hz, còn bơm 2 chạy điện lưới với tần số là 50 Hz. Tốc độ bơm 2 bây giờ cao hơn tốc độ bơm 1. Rồi bây giờ chúng ta sẽ khóa một đường lại. Chúng ta sẽ khóa một đường đầu ra lại để làm gì? Để cho cái tần số, để do cái áp suất này tăng lên. Cái áp suất tăng lên thì cái tần số của biến tần sẽ phải giảm đi, giảm đi để nó đưa áp suất trở lại 1,73. Cũng khi giảm xuống dưới 20 Hz thì nó sẽ ngắt đi một bơm, chỉ còn duy trì một bơm. Thì lúc này là cái bơm đang chạy trực tiếp lưới điện là cái bơm số 1 này, nó sẽ ngắt, K2 ngắt, chỉ còn bơm 3, bơm số 2 đang chạy qua biến tần qua K3 là hoạt động. Bây giờ chúng ta sẽ thử. Đấy, chúng ta đã đóng một vòi lại thì tần số đang giảm. Đấy, đang giảm. Đấy, giảm dưới 20 Hz thì chúng ta chờ một chút nó sẽ ngắt một bơm đi. Đó là cái bơm số 2 đang ngắt đi. À, bơm số 1 và K2 đang ngắt đi. Thì khi mà nó ngắt đột ngột như vậy thì cái áp suất của ta đang bị tụt. Bị tụt thì tần số của nó sẽ phải tăng lên để duy trì áp suất là 1,73. À, tần số nó sẽ phải tăng lên. À, lúc này là một bơm đang chậm qua biến tần. Đấy, bây giờ chúng ta lại giả sử chúng ta không sử dụng nước đầu ra. Không sử dụng nước đầu ra tức là cái van đầu ra chúng ta khóa lại hết. Thì lúc này tần số áp suất sẽ tăng lên và cái tần số ra PID nó sẽ phải giảm đi. Giảm đi thì khi giảm dưới 20 Hz trong vòng 10 giây thì nó sẽ ngắt bơm số 2. Tức là lúc này không có bơm nào hoạt động. Bây giờ chúng ta sẽ thử. Đấy, chúng ta sẽ chờ một chút là cái tần số này nó sẽ giảm đi. Cái tần số này nó sẽ giảm đi. Bây giờ vì bây giờ áp suất đang là lớn hơn áp suất cài đặt. Tần số này sẽ giảm đi, chúng ta chờ một chút. Tần số giảm đi thì dòng điện này cũng giảm theo này.
đấy, khi mà tần số dọn nhỏ hơn 20 Hz và sau khoảng thời gian là khoảng 20 giây đấy, thì ở đây nó sẽ ngắt hết tất cả các bơm. Đây là cái tần số ra PID, và chúng ta lưu ý là chúng ta sẽ cài đặt cái tần số min của biến tần này là 15 Hz, tức là ít nhất là biến tần phải chạy ở 15 Hz, bởi vì tần số thấp quá thì nó sẽ có hại cho bơm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thử mở van nước trở lại để cho biến tần khởi động trở lại. Đó, bây giờ tần số đã tăng lên này, lên 50 Hz này. Áp suất tăng dần lên. Áp suất bây giờ đang điều chỉnh để trở về mức 1,73. Và cái tần số của biến tần đang là 44,8. Dòng điện chúng ta cũng đang tăng lên. Giờ chúng ta tiếp tục mở một cái van nữa, một cái đầu ra nữa để cho tần số biến tần tăng nữa lên. Đấy, thì tần số chúng ta đang tăng lên 47,63. Giờ chúng ta mở thêm một van nữa. Tần số chúng ta tần số đang tăng lên maximum là 50 Hz, thì chúng ta sẽ đợi khoảng đây là đợi là 30 giây, đợi 30 giây để gọi thêm một bơm nữa. Ta đợi 30 giây nó sẽ gọi thêm cái bơm số 2. K1 sẽ ngắt và chuyển sang K2. Đó. Và sau 10 giây thì K3 sẽ đóng cho bơm số 2 chạy qua biến tần. Đó. Lúc này là hai bơm lại bắt đầu chạy. Khi hai bơm chạy thì tần số của cái biến tần chắc chắn nó sẽ giảm đi, thì nó sẽ có sự hỗ trợ của cái bơm mà chạy thẳng lưới điện. Ok, thì cái video clip đến đây là hết. Xin cảm ơn các bạn.